đại ca diếp đầu đà đệ nhất một dưới cây sinh dĩ nhân nếu như hai ngàn năm trăm năm trước có người giữ gìn nhục thân sống đến hôm nay thì đó là tôn giả đại ca diếp đầu đà đệ nhất trong hàng đệ tử phật cách đây không lâu bác sĩ bá khắc sâm người Pháp đã được gặp tôn giả Đại Ca Diếp tại Kê Túc Sơn, Ấn Độ và đã quy y với Ngài. Cuộc đời của vị thánh đầy tính cách truyền kỳ ấy hôm nay đem giới thiệu ra đây thật là một đoạn cố sự mỹ lệ. Chúng ta hãy trở lại từ lúc tôn giả vừa chào đời. Hai ngàn năm trăm năm trước, tại thôn làng maha sala cách thủ đô vương xá nước ma kiệt không xa có một nhà hào phú trưởng giả dòng bà la môn tên nicolu đà kiệt ba tiếng đồn tài sản của ông có thể sánh với vua tần bà sala đương thời tôn giả đại ca Diếp đã xuất sinh trong gia đình hào phú ấy nói về lúc đảng sinh tôn giả có những điềm lành không khác với điềm lành đảng sinh phật đà là mấy ngày mẫu thân tôn giả lâm bồn chính là lúc bà đang dạo chơi trong đình diện bỗng cảm thấy mệt mỏi bà đến ngồi dưới bóng cây đại thọ tất bát la nghỉ ngơi lúc ấy chẳng biết thiên y từ đâu bay tới và đại ca diếp cất tiếng khóc chào đời Đại Ca Diếp, cha mẹ đặt tên vốn gọi là Tất Bát La Gia Na, lấy ý sinh dưới gốc cây. Đại ca Diếp tướng hảo đầy đủ, không thua kém 32 tướng của Đức Phật. Gia đình đại phú hào chỉ có một quý tử, sự nuôi dưỡng và thương yêu của cha mẹ thật không thể nói hết. Nội số nhũng mẫu đã hết bốn bà, còn số người hầu hạ chăm sóc chơi đùa lại rất nhiều. Khi đại ca Diếp lên 8 tuổi, đã được học các giới điều bà La Môn và theo thầy học tập các thứ từ pháp tế lễ, thi họa, toán thuật, văn học, ngũ minh, bốn bộ phệ đà, cho đến xem thiên văn, đoán âm dương kiết hung, đất động sấm nổ, âm nhạc ca vũ dân dân. Do sức thông minh của Ca Diếp, không có môn nào không thấu hiểu triệt để. Duy có một điều rất lạ, ngay từ nhỏ Ca Diếp không giống các trẻ con khác, đối với dục lạc thế gian không ưa, chẳng thích tình âu yếm, chán ghét bất tịnh, thường ưa ở một mình xa đám đông, ngay cả cha mẹ xa cách cũng không nhớ đến. 2 Người vợ không chung giường Ngày tháng thôi đưa, Ca Diếp đã trở thành một thanh niên âm tuấn phong lưu. Song thân chàng rất hài lòng, bèn bảo chàng một ngày gần đây sẽ chọn một tiểu thư xinh đẹp để cưới cho chàng. Ca Diếp dội vàng từ chối. Đó là điều không nên, con chỉ mong muốn duy nhất là được tu đạo. Có vợ con rất trở ngại cho việc tu trì. Đương nhiên là song thân không thể nào đáp ứng yêu cầu đó. Khi không còn cách nào để chối từ, chàng bỗng nghĩ ra một biện pháp. Chàng liền mời một nhà điêu khắc đến, lấy vàng đúc thành một pho tượng mỹ nữ sáng rỡ và chàng đem trình giới song thân. Cha mẹ nhất định bảo con cưới vợ. Xin hãy chọn cô nào giống y như tượng vàng này, nếu không, con sẽ suốt đời không lấy vợ." Song thân Ca Diếp thấy con yêu cầu điều này, biết là thật rối rắm khó khăn, sau cùng mới theo lời đề nghị của các thầy Bà La Môn, thường lui tới trong gia đình, quyết định tìm cho ra một cô nương giống tượng vàng ấy. Các thầy Bà La Môn bèn thiết lập một nhà dù thật lớn, đặt pho tượng trong đó thờ cúng như một vị nữ thần, và đi rảo từ làng này sang làng nọ, từ phố này sang phố kia, đến đâu thiên hạ cũng bu theo xem rất đông đảo. Các thầy mới rao lên: "Các cô thiếu nữ có cầu mong ước nguyện gì, hãy đến cúng dường nữ thần, các cô sẽ được toại nguyện như ý." Cứ như thế các thầy dạo đi từ thành Vương Xá qua sông Hằng lần lần đến thành Tỳ Xá Ly. Ngoại thành này có một thôn trang tên Kalatika và trong thôn có một gia đình Bà La Môn cũng nổi danh đại phú. Họ có một cô con gái tên Diệu Hiền, thiên tư quốc sắc, nổi danh mỹ nhân, thường ở trong khuê phòng, ít bước chân ra ngoài hôm ấy nhằm ngày hội hoa đăng nam thanh nữ tú vui chơi dập diều diệu hiền được bạn bè hẹn hò đến chiêm bái pho tượng vàng thần nữ diệu hiền nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn khi đến lễ nữ thần đã khiến luôn mờ cả tượng vàng thầy bà la môn quản lý một phen thấy rồi rất mừng rỡ bèn theo hỏi thăm gia đình nàng và đến gặp song thân Diệu Hiền trình bày ý muốn kết thân. Bên song thân nàng cũng nghe danh tiếng đại ca diếp nên rất hoan hỷ hứa gả con gái. Thủ tục đính hôn hoàn thành chọn ngày lành tháng tốt đón dâu. Hãy nhìn Diệu Hiền xem nàng mặc áo gấm đeo chuỗi ngọc thật là tiên nữ cũng không đẹp bằng. Nhưng có điều rất lạ, Tân nương tuy có sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước mà gương mặt rất buồn như nặng mang một tâm sự. đờn ca sướng hát lễ bái trời đất xong đại ca diết và diệu hiền được đưa vào động phòng đôi vợ chồng mới chẳng có một nụ cười cũng không ai ngó ai chỉ ngồi nhắm mắt làm thinh mỗi người một tâm sự trầm mặt đêm động phòng hoa chúc thế này thật là lạnh lùng nghiêm trang. Canh một, rồi canh hai, canh ba, canh bốn, canh năm đã dứt, trời dần sáng mà cả hai không nói một lời nào. Cho đến lúc lâu, ánh nắng xuyên vào phòng, ca diếp mới mở lời. Xin hỏi, nàng có tâm sự gì chăng? Diệu hiền châu mày, ngồi làm thinh có điều gì nàng cứ nói chúng ta cùng thương lượng diệu hiền lại ứa nước mắt mà cũng chẳng trả lời thế này là thế nào tại sao nàng lại khóc ca diếp hỏi tới có vẻ giận ca diếp hỏi đôi ba phen diệu hiền không dừng được mới thở dài đáp nhỏ chàng phá hoại chí nguyện của tôi tôi xưa nay rất ghét ngũ dục muốn tu phạm hạnh thanh tịnh ba má tôi bị mê hoặc bởi sự giàu sang của chàng khiến nguyện vọng của tôi bị lỡ dở đại ca diếp nghe nói rất mừng chàng liền nói cho diệu hiền biết mình cũng rất ghét ái nhiễm ưa tu hạnh thanh tịnh đây thật là khéo hợp ý trời Chúng ta có thể làm theo chí nguyện của mình. Do đó hai người cùng ước định trong phòng kê hai cái giường, trên danh nghĩa là phu thê mà không ngủ chung giường. 3. 12 năm thủ ước. Câu chuyện ngủ riêng giường lọt đến tai cha mẹ ca Diếp hai ông bà bèn vào phòng xem xét thấy hai giường kê hai nơi thật chẳng cao hứng tí nào bèn rầy hai con là vợ chồng mới cưới mà trong phòng kê riêng hai cái giường thật chẳng nên ta sẽ gọi người đến dẹp bớt một cái ca diếp chẳng dám cãi lời nhưng càng giữ vững lời hứa càng cương quyết lập chí chàng nói với diệu hiền không lo chuyện ấy còn một cái giường thì chúng ta thay phiên nhau ngủ đầu hôm đến nửa đêm thì nàng ngủ tôi đi kinh hành tu niệm trong phòng đến gần sáng thì nàng thức dậy tôi ngủ nàng có thể đi kinh hành hoặc ngồi thiền diệu hiền rất bằng lòng đề nghị đó nàng nói thêm chúng ta cần phải mau mau ra khỏi cái nhà nguy hiểm này chứ còn trong dòng ngũ dục thì nơi nào cũng có nguy cơ ẩn nấp mê hoặc người trong chốn đọa lạc ca diếp an ủi tôi cũng nghĩ vậy nhưng phụ mẫu còn hiện tại tôi là con một không thể bỏ đi nàng hãy kiên nhẫn lý tưởng và chí nguyện của chúng ta sẽ có ngày thực hiện hai người tuy sống trong chốn bụi trần mà tâm vui trong đạo nghiệp thanh tịnh không hề xúc phạm nhau an ổn qua thời gian có một đêm diệu hiền ngủ trên giường ca diếp đi kinh hành trong thất bỗng nhiên có một con rắn độc màu đen bò ngang giường diệu hiền ca diếp chú ý nhìn thấy cánh tay diệu hiền buông thõng xuống giường cách chỗ rắn độc không xa chàng lo lắng, rủi như nàng bị rắn mổ nhầm mới làm sao. Trong lúc mười phần cấp bách, ca diếp liền dùng chéo áo quấn quanh cánh tay mình, rồi mới nhẹ nhẹ đỡ cánh tay Diệu Hiền lên trên giường. Đang ngủ ngon, bỗng bị động, Diệu Hiền giật mình choàng tỉnh. Nàng kinh sợ lật đật ngồi dậy, có vẻ vừa giận, vừa bực, nàng hỏi ca diếp việc gì xảy ra thế? Có chuyện gì vậy? Sau khi nghe ca diếp giải thích, nàng mới yên lòng và rất cảm phục chàng. Cả hai giữ mức sống thanh tịnh như vậy trong suốt 12 năm. 4. Xuất gia học đạo Hội họp, ác biệt ly, có sinh, ác có tử, đó là đạo lý nhất định của thế gian song thân đại ca diếp lần lượt qua đời sau đó không lâu ngày nọ diệu hiền sai gia nhân ép dầu mè trong dầu mè có rất nhiều con bọ nhỏ lúc nhúc cựa quậy nàng nghe gia nhân bàn tán với nhau ép chết bao nhiêu con vật nhỏ này không biết sau này chịu quả báo đáng sợ thế nào nhưng thật ra đó không phải là lỗi của chúng ta mà là mệnh lệnh của nữ chủ diệu hiền nghe qua những lời ấy cảm thấy ghê sợ lập tức bảo họ ngừng ép dầu một mình lui vào phòng đóng cửa lại tĩnh tọa tư duy cũng hôm ấy đại ca diếp đi thăm ruộng chàng thấy đôi bò kéo cày nặng nhọc nông phu làm việc không kể thân trong ruộng có những loài côn trùng bị đường cày chặt đứt lớp chết lớp bị thương quằn quại thật thảm thương chàng nhìn cảnh tượng ấy càng chán ngán cho sự sống trên thế gian chàng nghĩ chỉ vì sự ăn mặc của ta mà bao nhiêu người và bao nhiêu thú vật phải chịu đủ thứ khổ sở như thế sao không kể là người nào không kể ăn thức ăn gì cũng trong khoảng một đấu cơm không kể ngủ cách nào cũng chỉ trong khoảng cái giường sáu tấc còn những thứ cần dùng khác chẳng qua là một sự lãng phí chỉ vì những sự lãng phí xa xỉ vô dụng đó mà làm tổn hại bao nhiêu người vật giết hại bao nhiêu sinh linh như thế thật là một điều quá ư bất công và rất không hợp lý đại ca diếp nghĩ như thế rồi trở về nhà thấy diệu hiền với những sự tình ưu não như vậy thật chẳng vui chút nào sau đó hai người ngõ bày tâm sự cả hai đều cảm thấy nỗi đau khổ của thế gian nỗi buồn thảm của kiếp người đại ca diếp bèn nói với diệu hiền nói gì thì nói tôi sẽ rời bỏ cái nhà này để đi xa học đạo ở nhà thiệt chẳng khác ở trong chốn lao ngục bao nhiêu thứ ràng buộc khổ não đủ điều ở trong gia đình tạo nghiệp không có hồi kết thúc tôi sẽ ra đi để tìm cho ra chân lý của kiếp người tu hành trong chốn rừng núi như là lui tới trong chốn hư không không có chút trở ngại tạm thời tôi đi trước tìm thầy hỏi đạo nàng ở lại nhà đợi khi nào tôi gặp được bậc thầy hiền minh tôi sẽ trở về dẫn nàng cùng xuất gia chúng ta sẽ đem hết tài sản cứu tế cho những người nghèo cùng cơ khổ và chia cho các gia nhân nàng hãy đợi nhất định tôi sẽ mang tin tốt đẹp trở về diệu hiền nghe xong rất kính phục chí nguyện của trượng phu cùng cảm kích mối quan tâm của chàng Chuyện xuất gia tu đạo này vốn là nguyện ước từ lâu của hai vợ chồng, vì còn cha mẹ mà phải qua hơn 10 năm chờ đợi. Hôm nay, Đại Ca Diếp đi xuất gia tu hành trong tâm tình thật hoan hỷ, thật không thể nói hết. Năm, làm đệ tử Đức Phật Lúc ấy Đại Ca Diếp đã 30 tuổi. Theo truyền thuyết, ngày chàng rời nhà tìm đạo cũng chính là ngày đức phật ngồi dưới cội cây bồ đề trên tòa kim cương thấy sao mai mọc và thành đẳng chánh giác đại ca diếp đi tìm thầy khắp nơi nhưng thầy nào cũng không đáp ứng được nguyện vọng của chàng hai năm sau trong lúc đang tìm đạo tại nước uyên già có người mách giới chàng đức phật thích ca mâu ni là bậc đại giác của thời này. Ngài đang thống lãnh những đạo sĩ nổi danh như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, cả ngàn đồ đệ tại tinh xá Trúc Lâm. Đại Ca Diếp nghe tin ấy rất vui mừng, bèn hỏi thăm đường đến Trúc Lâm. Tinh xá Trúc Lâm là đạo tràng tối sơ khi Đức Thế Tôn tổ chức giáo đoàn. Cách cửa bắc thành vương xá không xa khi đại ca diếp đến đây chàng không trực tiếp thưa hỏi đức phật chỉ mỗi ngày theo tính chúng trong thành đến nghe pháp chàng nghĩ bụng nếu không phải là phật thì không tôn bái làm thầy theo ý chàng nếu không gặp phật không có tôn sư chàng cũng có thể tu chứng được quả vị độc giác lời thuyết pháp của phật đức Tuệ của Phật dần dần kích động tâm can đại ca diếp. Một hôm, sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, chàng trở về thành vương xá. Gần cổng thành là tháp đa tử, cạnh đó có một cây đại thọ cành lá sum suê. Chàng ngạc nhiên thấy Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Khi chàng ra về, còn thấy Ngài ngồi trên bảo tòa Pháp Dương ở trong tinh xá. Sao bây giờ lại gặp ngài ở đây chàng càng nhìn càng thấy đức phật tướng mạo oai nghiêm thuần tịnh như một tòa kim sơn rốt cuộc không đến lễ bái không xong chàng đến đảnh lễ dưới chân phật và cảm động thành khẩn nói bạch thế tôn ngài là bậc đại sư của con xin tiếp độ cho con đại ca diếp được quy y từ nay đại ca diếp là đệ tử phật đức phật biết lúc này lòng tin của đại ca diếp đã chắc chắn liền bảo này đại ca diếp ông chính thật là đệ tử của ta ta chính là lão sư của ông trên thế gian này như người nào chưa chứng quả vị chánh giác không dám nhận ông làm đệ tử ông hãy theo ta đức phật từ từ đứng dậy đi về tinh xá trúc lâm đại ca diếp theo sau chân ngài vừa cung kính vừa cảm động vừa mừng vui đến rơi lệ đức phật ngoái lại nhìn đại ca diếp sau mới nói ta nghe nói về ông đã lâu ta biết thế nào ông cũng đến cầu đạo với ta hôm nay là ngày ông được tiếp độ phật pháp lưu truyền về sau cần ông rất nhiều vì chúng sinh và vì chính mình ông nên thận trọng về đến trúc lâm đức phật làm lễ thế độ cho đại ca diếp và nói pháp tứ đế mười hai nhân duyên với oai đức tướng hảo của thế tôn với từ ân thân thiết của thế tôn có thể nói rằng bầu không khí chứng ngộ đã bao trùm đại ca diếp lời dạy của Phật như đám mưa rơi trên thửa ruộng khô khao, tám ngày sau, ông khai ngộ. 6. Cứu độ hiền thê Đại Ca Diếp xuất gia một năm sau là Đức Phật thành đạo năm thứ ba. Đức Phật nhận lời thỉnh của Phụ Dương cùng các tỳ kheo trở về cố thành Ca Tỳ La. Đại Ca Diếp cũng có mặt trong đó sau đó phật trở về tinh xá kỳ viên nước xá vệ trong số những hoàng tộc theo phật xuất gia có cả kiều đàm di di mẫu cũng được xuất gia và thành lập giáo đoàn tỳ kheo ni do đó đại ca diếp nhớ đến lời hứa với diệu hiền vì trước đó người nữ không được xuất gia nên tôn giả không dám xin đức phật bây giờ đã có giáo đoàn tỳ kheo ni chính là lúc thực hiện lời giao kết với Diệu Hiền. Đại Ca Diếp từ khi rời nhà học đạo đã cách 3 4 năm. Trong 3 4 năm ấy chẳng biết tình hình của Diệu Hiền thế nào. Tôn giả bèn an tĩnh nhập định quan sát mới biết Diệu Hiền đang theo làm đệ tử một phái ngoại đạo bên bờ sông Hằng. Nguyên lai là từ khi Tôn giả đi tìm đạo Diệu Hiền cũng ở nhà một mình đợi tin tức. Nhưng năm tháng trôi qua dùng dục, một năm rồi hai năm mà chẳng thấy âm hao của đại ca Diếp, nàng mới quyết định tự xuất gia, không đợi nữa. Lập chí rồi, nàng cho gọi người quản gia đến, bảo đem hết trang sức y phục của mình, phân chia cho bà con làng xóm gia nhân. Nàng đi đến bờ sông Hằng, lễ bái nhóm lõa hình ngoại đạo đang tu tập tại đây làm thầy làm đệ tử nhóm ngoại đạo này vì dung mạo mỹ lệ mà nàng đã chịu nhiều sự lăng nhục đại ca diếp biết nàng đang cần sự tiếp độ của mình đích thị là tôn giả phải mau mau đem đạo lý chân thực của đức phật sớm giác ngộ cho nàng tôn giả bèn nói chuyện ấy với một vị tỳ kheo ni yêu cầu đi đón diệu hiền vị tỳ kheo ni ấy bằng lòng chẳng bao lâu đã đưa diệu hiền về đến diệu hiền gia nhập ni viện rồi cũng vì sắc đẹp ấy làm đề tài cho thiên hạ sầm xì xa gần nàng cảm thấy rất tủi hổ buồn bực đã trót sinh làm thân người nữ kém phước từ đó nàng không đi ra ngoài khất thực xa lìa đại chúng không ló mặt nơi đông người Đại ca Diếp biết chuyện sinh tâm lân mẫn. Tôn giả xin phép Phật mỗi ngày chia bớt phân nửa phần thức ăn cho Diệu Hiền. Chuyện ấy lọt vào mắt cô tỳ kheo Thâu La Nang Đà. Cô là một người hay thị phi bàn tán nhất trong chúng. Chẳng biết là gì tật đố hay gì cớ gì, cô nhiều lời phỉ bán. Cô nói, Hai người này nghe nói 12 năm ở nhà không ngủ chung giường, mà bây giờ mỗi ngày thấy họ thân mật chia sớt thức ăn, tôi đoán thế nào cũng có tình ý gì đây. Tôn giả đại ca Diếp nghe nói trong tâm vị thánh giả thì rỗng rang không dính mắt, nhưng vì muốn khích lệ Diệu Hiền nỗ lực tu tiến, nên từ đó không giúp cơm nữa. Thế gian đầy thị phi, ác độc, một vị thánh thanh tịnh như đại ca diếp mà còn có người khiêu khích đồn đãi thiệt là ai nghe cũng bất bình qua sự khích lệ ấy diệu hiền nhận thấy mình phải tu hành nghiêm túc bà suốt đêm không ngủ thành tâm sám hối và sau cùng được khai ngộ sau khi khai ngộ bà nói đoạn trừ mọi ràng buộc hoàn thành tịnh hạnh việc đáng làm ta đã làm xong. Về sau Phật khen ngợi bà. Trong chúng tỳ kheo ni, không ai có thể sánh với tỳ kheo ni diệu hiền về mặt túc mạng thông. Tôn giả đại ca Diếp rất hoan hỷ đối với ân tình của thế gian, Ngài chẳng lưu lại chút mảy may. 7. Xá lợi Phất phỏng vấn từ đó Đại Ca Diếp được người tôn xưng là thánh giả, thân danh hiển lộ trong tăng đoàn. Có lúc, tôn giả cùng xá lợi Phất đồng tu tập tại núi Kỳ Sa Quật. Có nhiều chúng ngoại đạo đến phỏng vấn tôn giả xá lợi Phất, bao quanh Ngài đưa ra nhiều vấn đề gạn hỏi. Họ hỏi, như lai sau khi niết bàn, có sinh tử hay không? Hoặc là, sau đó có sinh tử, hoặc là sau đó không có sinh tử, hoặc là chẳng phải sinh tử, cũng chẳng phải không sinh tử. Ngoại đạo dùng lối tứ cú để hỏi về vấn đề sinh tử của Đức Phật như thế, Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời họ, nhưng chỉ có vấn đề này không thể nói là Như Lai ở trong cuốn nào vì Như Lai đã ra ngoài tứ cú. Chúng ngoại đạo không vừa ý với lối đáp của tôn giả, họ dèm chê. Người không trả lời được vấn đề này, sao dám tự xưng là bậc thượng tọa? Nói là trí tuệ số một, mà giống như trẻ con. Ngoại đạo đàm tiếu rồi bỏ đi. Xá lợi Phất rời chỗ tu tập của mình băng qua đám lá rậm của rừng cây đến thạch động tham vấn tôn giả đại ca diếp xá lợi phất đem câu hỏi của ngoại đạo thuật lại cho đại ca diếp nghe và hỏi tôn giả tại sao đức phật chưa từng giải đáp về vấn đề ấy đối với câu hỏi của ngoại đạo không thể nói ra sao đại ca diếp liền trả lời đức như lai đã hết sạch ái chấp tâm không còn phiền não vĩnh viễn giải thoát sự chứng ngộ của ngài rộng lớn sâu xa không thể dùng từ cú của mê tình để hỏi cũng không thể dùng ngôn từ để đáp chỉ vì vấn đề ấy không nên hỏi nên ngài không giải đáp xá lợi phất nghe câu trả lời thật là thích thú cáo từ và trở về động mình tu tập trong hàng đại đệ tử các vị thường chỉ dạy nhắc nhở nhau cùng học hỏi cùng nghiên cứu vấn đáp qua lại để bàn soạn sự học cho nên câu chuyện hỏi đáp của hai vị tôn giả chẳng có gì lạ nhưng đối với vấn đề khúc mắt như xá lợi phất nêu ra mà có thể tùy tiện giải đáp mới thế là sức tu đạo của đại ca diếp cao xa đến mức nào. 8. Độ ba lão nghèo sinh cõi trời Một hôm, Đức Phật và các đệ tử ở nước xá vệ, còn Đại ca Diếp thì giáo hóa tại thành vương xá, nước Ma Kiệt Đà. Tôn giả thường ra vào trong thành để bố thí phước điền. Khi tôn giả đi khất thực, thường tránh nhà giàu có, mà chỉ chọn những nhà bần cùng trong tâm tôn giả nghĩ rằng nhà giàu tuy cũng cần nên lân mẫn với họ nhưng so với người nghèo khổ mỗi ngày phải lo lắng sinh nhai lại đáng thương hơn những người bần khổ không thể hưởng thọ niềm vui ngũ dục đầy đủ tuy nghe được chánh pháp họ rất thích nhưng không đủ duyên may để thâu được cái quả báo phước đức của sự bố thí cho nên tâm từ của tôn giả như nước lành dưới khắp những hạng người nghèo cùng đáng thương trong thành vương xá có một bà lão rất nghèo khổ đã không có bà con thân quyến lại không có nhà cửa gì cả sáng sớm đi lang thang từ ngõ đông sang ngõ tây chiều tối thì ngủ giấc dưỡng ở bất cứ xó hẻm nào. Trên mình bà đeo những mảnh lá khô chầm víu vào nhau, tạm che thân. Một hôm, bà mang bệnh trầm trọng, nằm quỵ trên gò đất chờ chết. Lúc ấy, gặp gia nhân của một nhà giàu nọ đem nước cơm đi đổ. Bà lão bị đói khát hoành hành, vội vơ lấy mảnh ngói bể, hứng lớp nước bầy nhầy để uống cho đỡ đói. Đại ca Diếp biết bà lão đáng thương bị bệnh nghèo đeo đẳng, ngài đặc biệt đến thăm. Bà lão từ trước giờ chưa từng được ai hỏi han đến, nên khi thấy dáng tôn giả đứng trước mặt, bà gượng nhõm dậy nhìn kỹ. Té ra là một vị tỳ kheo trang nghiêm đang đi khất không lẽ thầy tỳ kheo này lại nghèo cùng hơn ta? Bà mới nói, thân tôi nghèo khổ đói khát, các đất gò mã bụi bờ là nhà. Ngài xem tôi áo mặc không kính thân, trong cái đất nước này không ai nghèo khổ hơn tôi. Ui cha ơi, chẳng lẽ trên thế gian không có người nhân từ cúng dường sa môn sao? Vì sao ngài đến hỏi tôi? Xin ngài chỉ dạy tôi phương pháp cứu tôi khỏi nghèo đói." Đại Ca Diếp đáp: "Trên thế gian này, người tôn quý nhất, nhân từ nhất, không ai bằng Đức Phật, hoặc là những ai đã được tắm mát trong giáo lý Phật Đà. Hôm nay, tôi muốn cứu độ bà thoát khỏi sự bần cùng." nên mới đặc biệt đến đây khất thực tôi cũng nghĩ đến việc đem tài vật đến giúp bà nhưng điều đó chỉ giúp bà khỏi khổ nhất thời mà sau lại tăng thêm bần cùng nữa chi bằng bà hãy tùy ý đem bất cứ thứ gì bên mình mà bố thí cho tôi bà sẽ nhờ công đức đó đời sau được sinh trong nhà giàu có hoặc được sinh lên trời, hưởng thọ sung sướng lâu dài. Bà lão nghe tôn giả từ bi thuyết pháp như vậy, rất cảm động, nhưng tìm hoài, không có một chút gì để bố thí. Bà rất đổi bi thương, buồn khóc, thưa rằng. Thưa Thầy Sa Môn Vĩ Đại, lời chỉ dạy quý báu của Ngài con ghi khắc sâu xa trong tâm nhưng ngài cũng biết con là kẻ bần cùng hạ tiện, con chẳng có một chút vật thực nào để cúng dường ngài, cũng chẳng có y phục để bố thí nữa. Này bà lão, đã khởi tâm bố thí thì không phải người nghèo. Người biết hổ thẹn cũng đã mặc pháp y. Bà đã có hai món bảo bối hiếm có ấy, nên chắc chắn không còn nghèo hãy xem những người giàu có đầy tiền của châu báu trên thế gian này, không biết bố thí, không biết hổ thẹn, đó mới thật là người ngu, người bần dậy. Bà lão nghèo nghe lời chỉ dạy vui mừng phấn khởi, tâm đầy hỷ lạc, đầy hy vọng về tương lai. Bà quên thân mình, ô uế bưng chút nước cơm đựng trong mẻ sành đem cúng giường tôn giả tôn giả cũng cung cung kính kính tiếp nhận và để cho bà khỏi nghi ngờ tôn giả liền uống cạn miếng nước cơm bà lão thấy thế vui mừng vô hạn chẳng bao lâu bà lão rời bỏ cõi đời được sinh lên cõi trời đau lợi do công đức cúng dường nước cơm bà được trở thành một thiên nữ xinh đẹp một hôm thiên nữ quan sát phước nghiệp đời trước nhớ đến ân sâu của tôn giả đại ca diếp bèn bay xuống cõi trần dùng thiên hoa rải cúng dường tôn giả